Hello, Trại Bọt Thanh Tính xin chào anh em nha. Anh em mới lên, mới về mấy con bò đẹp đẹp mình lên cho anh em xem. Này về kem trắng tốt, hết sức tốt. Giòn đặng quá trời, giòn bò bướng tá lực hết sức. Về có chung với con này nó xứng, trời ơi, cặp này nó xứng anh em ơi. Quá trời cặp bò luôn, bò này cái giò quá trời luôn. Bướng tá lực dữ lắm anh em ơi. Chiều cao mấy lẻ năm, hai con này mấy lẻ năm thôi, cặp này xứng hết ý luôn. Mặt mày giò cặp đỉnh con, quá trời pin. Rồi quay từ ngoài vô trong cho anh em xem. Ba bê à, ba bê này đang đứng hình nó thấy ứa gì trời. Đứng hình thấy ghét không? Mấy bò của em thì chắc sửa rồi cho anh em ơi, ăn trứng bò hay ăn tốt lắm anh em. Đây. Chờ chứ nhả ra đứng hình đàng hoàng lại. Chỉ cần 1 mét bò này, ba bê bông tốt. Này số 2 là ba bê muối tiêu. Bò này chạy em, nhiều anh em lại đấu giá. Thực sự là cái giá chưa có tới cái giá em mua nữa. Cái này em không bán được anh em, bò này có lưng rồi. Đây em để cái tay em sáng xuống nè, em thấy không, dữ lắm, bò này dữ lắm anh em ơi, pin lắm, tướng đặt bữa nay chịu ăn nhé, ăn xong bụng nó đặt ghê không, bò này nay phát dữ lắm anh em, lực lắm, trời ơi, này nó gịch cái mỏ nó xuống này anh em coi nè, đó, đi cái mỏ nó xuống này, vậy mới ok anh em, con này chiều cao 1m5 hơn nha anh em. Điên dữ lắm anh em ơi, không có đối thủ đâu. 6 tháng rưỡi bò, lực lắm, cứng bò. Đây, con số 3. Số 3 con bò này hút lứa, bò này tầm khoảng 7 tháng này nè. 6 rưỡi 7 tháng, bò này bự ha. Bò không về hay gốm. Bữa nay ba em tắm rửa sạch sẽ ha. Tướng tá đây, cành đuôi đây, bự lắm, bò tốt bò anh em. Bò này giá mềm 18,5 triệu anh em. Bò này giá mềm lắm, bò cần đẹp cực kỳ luôn em. Bò này nếu mà chủ nhà mà cho thức ăn đầy đủ xíu nữa ha, cái vàng vàng vai phía sau mà nó bung một xíu nữa là dữ nữa. Con bò này không có thức ăn nhiều anh em ơi. Ngày buổi sáng thì cho ăn có một xíu, có hơn nửa lon một xíu. Cần cái này anh em. Chỗ này nó có chút xíu à. Hay vậy đó. Cái bè dày ngay chỗ này nè anh em. Anh em mua bò anh em để ý, anh em lựa cái bè dày ngay chỗ này từ đây qua tới đây nè. Hai cái mí này nè, mà nó càng dày con bò càng lẹ lên càng. Nhưng mà nó ngóc như thế này nè, cái con mà nó ngóc như thế này với con mà ngay chỗ này có cục cổ, trên lệch nhau là 2 triệu 3 triệu là bình thường. Dù anh bây giờ anh ngay chỗ này anh có cục cổ mà cái dần mong anh giữ cỡ nào anh cũng phải thua người ta. Tại vì khi phía sau người ta là khi cái chỗ này người ta bành ra, ta lớn lên thịt ta bành ra ngay chỗ này rồi cái là người ta thêm một cái đùi nữa. Còn anh có cục cổ anh mới lớn như vậy, em cho anh em 5-6 kg thôi chứ không bao giờ mà giữ hơn được nữa. Đã có cục cổ là không bao giờ nó hơn người ta được nhiều. Anh em nuôi anh em kinh nghiệm thử, tôi nói thử có. Tướng tá mặt mày rất tốt, cạnh nuôi bự ha. Bò này đẹp, chiếc chỉ. Bò này qua không về là dê dê anh em ơi. Nó cắn mà, có những chỗ nó đốm. Nhưng mà bữa nay là ba em xịt nó rớt ra rồi bên em nó thấy nó bóng bay. Có những chỗ đốm em tưởng là bị dê, bị diêm da nhưng mà không phải nha anh em. Em cứ tưởng như vậy nhưng em coi kỹ lại, rồi ba em xức thuốc da xong rồi qua bữa sau nó nhả ra rồi tắm rửa lại mình nhìn lại á là do da nó cắn nhiều quá nha. Bò tốt bò lắm, nét mốc bò này nuôi mới ngon, lớn con rồi. Bò này lớn con dữ, anh em nhìn cái mặt nó là khó chịu rồi ha, là anh em biết nó khó chịu rồi đó. Rồi còn ông muối tiêu này thì đây anh em không có nói gian anh em đâu, em không có lựa cỏ gì ra hết á, em cũng không có đem ở chỗ khác để mà nói bò này nó ăn dữ ăn hiền gì, nhưng mà anh em nhìn thật sự nó ăn là ship cái chuồng của em luôn, nó
ngang cái bụng đó nè. Mà nói cho nghe con Barbie nó ăn cái nết nó ghê lắm, nó quạo, nó nết nó quạo. Dạ. Cao mấy lẻ năm. Con bò này suốt cuộc đời nó không khi nào mà chỗ này nó nhọn được, những cái chỗ này nó chà bè ra như thế này nè. Nè. Hai cái vai nó nở ra thì suốt cuộc đời nó không bao giờ mà nuôi cả nào cởi chỗ này nó không có nhọn được. Nè, suốt cuộc đời luôn. Con này đang phát lớn. Con này thì ba em có cho một mũi bồi dưỡng rồi nha nè. Bởi vì cái nết ăn nó tốt. Và con cô chú anh chị em nào mình muốn về mình cảm phiền giùm em, khi con bò nó đi xa xe xa xôi về mà bữa trước bữa sau mình có thể cho nó một mũi bồi dưỡng, mình cho nó uống bồi dưỡng vô. Đó, bồi dưỡng là gì? Becomlet không? Thì con bò mình nó sẽ lại sức. Bà con anh em nhìn coi tướng bò đi 18,5 giờ xứng đáng quá trời. Cái tướng nó, cái mặt nó độc, cái cần nghĩ mặt nó độc lắm. Bò đó, đó em khoái chỗ đó thôi nè, mình khoái chỗ đó thôi là mình phải mắc tiền hơn người ta một chút xíu. Trời ơi sung rồi, bò nó sung lắm. Đấy, cái tướng rồi. Bà bê nó cũng dễ, không có to tát tiền đâu. Rồi con này là ba bê kem nha nè. Đây, con mắt xám, bỏ xám nha nè, là con ba bê kem ha. Con bò này cái vai trước của nó thôi. Thì chỗ này nè anh em coi nè, đây nè nó chè bè luôn chỗ này nè, nữa là nó đứng cái tướng nó kênh luôn á nè. Coi nó cặp cắn anh coi nè, còn nó đề đạm nó đều sao mà hết sức hết hay chứ. Còn này hay kìa, cặp giò nó dữ lắm, cái đuôi đẹp ha. Nhìn cái đuôi, cái con ba bê kem cái đuôi nó khác với mấy cái con kem nó hết trơn. Con kem cái đuôi nó xung đột xuống, nhưng cái chỗ này con ba bê kem nó sẽ bung như một cái chùm, anh em để ý đi. Nhưng mà nhiều khi anh em xem kênh của em lâu á, những anh em mà xem kênh lâu á thì anh em sẽ nhìn em nói là anh em để ý liền. Mà cái tướng này nè, còn cái cặp móng của đây anh em nhìn nó có chút xíu à, nó không phải như mấy con kia móng tè bè đâu, nó có chút xíu à. Móng nó dụm rồi nó gọn con bò lắm, cái mặt nó đẹp. Chiều cao con này là 1m05 và nói chung đi, con bò này rất lớn. Mới xuống luôn, mới xuống xe tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng một tiếng, rất lực con bò. Cái con hai cái con cuối này nó rất là lực. Con này phải nói là không có chạy được con bò này, vô nhà là không có chạy được con bò này. Rồi tiếp theo con này, bà con anh chị em ví dụ như có điện em mới hỏi con trắng con vàng là ok nhất, con trắng con vàng cọc chung là ok nhất. Rồi vàng đây, vàng thì thôi, vàng thì mình không có đi trường gì để mang đó. Vàng thì cái nó là kem, không con vàng này không phải con kem đâu anh em, con này là ba bê kem luôn á nè, tại vì nó mỏ xám nha anh em thông cảm. Quay em sẽ nói nhiều tại vì sao, em phân tích kỹ hết từng con bò cho anh em xem đó. Tại vì em thì số lượng ít cho nên em phân tích, chứ còn bò nhiều em không có thời gian. Hay còn con này thì nói chung thì cái cần hai con bò này á, cần nó ngắn lắm. Thì em cũng nói kỹ ở cái chỗ mà cái cần này cho anh em xem, em nghiên cứu cũng như cái xe cũng vậy thôi. Rồi tướng đây, móng đây. Hai con này chiều cao cũng là 1m05 hết, đề đạm. Hai con này cái độ tuổi nó có thể là bằng nhau. Đó, cạnh đuôi con này bự hơn con bên kia luôn. Con này thì mới về thì nó còn la. Còn con này nó về rồi nó hết la rồi, nó chỉ ăn thôi. Cái dàn vai đây anh em. Nó. Cặp bò này đẹp lắm, xứng bò. Cặp bò này đâu, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn anh em. Thấy chán thôi. Quá trời nha con. Phải nói là bò này cặp cán hay thiệt chứ. Cái dàn vai trước mà đẹp. Cặp này nó có 3 mấy triệu à, bà con cô chú anh chị. Thì em hôm cũng nói với cô chú anh chị, bò này em kêu 17. Nó thì con này bây giờ một cặp như thế này em bán cho cô chú anh chị luôn mà 34 triệu. Chỉ 34 triệu. Ở gần em đưa xe về tới nhà cô chú anh chị. Nó. Con này em phải bán 18 triệu rưỡi. Tại con bò này mua mắt. Không có mắt nữa nhưng con bò nó bự hơn mấy bò kia. Bự hơn một chấm bò, nên nghĩ cỡ nào một chấm bò trên lệch người ta là 2 triệu rồi. Cái
anh chị nhìn thấy cái con nó đứng hai con từ xa cho anh chị xem, là cái cành nó thẳng như cây cơ anh chị thấy không, cái giò nó nè, nó mới về thì nó phải la như thế này, chắc là một ngày hai ngày nó mới hết lại. Con này cái cành chị coi nó bị dày của cái cành, những con bò anh chị coi là anh chị lại chuồng em, anh chị lựa giùm em cái cành mà nó dày, cái phía này nó dày mà nó khục rồi, anh chị lựa những con nói giùm em. Ví dụ như không có gặp em ở nhà, em đi làm thì không gặp ở nhà lại mình lựa cái con nào, hoặc đi chạy khác cũng vậy, em chỉ cái lựa là chính xác chứ. Anh chị nuôi đi, anh chị rồi anh chị thấy nó lẹ, cái con nó lẹ lên cầm cực kỳ, nó lùng liền, những cái con lùng liền anh chị biết, ngày xưa từ xưa tới giờ cái câu mình lùng liền anh chị biết nó như thế nào. Bò này phải nói đẹp cực kỳ, tốt khó chê được, 34 triệu mấy như của chị, 34 triệu cặp bò xứng đáng đồng tiền. Bà con cô chú anh chị á, ở đây cái dùng của em người ta đã tiêm vaccine rồi, và con cô chú anh chị về, cô chú anh chị về cái chuồng mình bữa trước bữa sau mấy trăm bộ dưỡng 2-3 ngày gì đó vaccine giùm em. Cái đó là em không thể nào mà em đỡ được, cô chú anh chị em đã hướng dẫn từng rất là nhiều lần, cô chú anh chị phải vaccine lại giùm em, tại vì cái chuồng của chú anh chị đó, anh chị đâu có biết chắc là nó tồn tại ở thời điểm nào, cho nên là bà con cô chú phải làm cái vaccine lại giùm cưng là nó sẽ an toàn ha. Rồi trong đây thì em có 2 con, cặp này em bán cho cô chú anh chị 33 triệu cặp. Con này bữa nay cái này nó lạnh, nó liếm là nó lạnh, công nhận nó độc thiệt chứ, cái cây sắt mà nên cô chú anh chị nghĩ thì nó độc cỡ nào, dây mà nó phủi vô được em cũng sợ thiệt. Chiều cao 1m1, con này hơn 1m1, con này bữa nay em có bồi dưỡng, con này nó chịu ăn lại, nó sung lại, cái đầu nó sẽ lên lại, con này nó mới về nó đẹp lắm, không phải vậy đâu, nhưng mà vì em ăn không đầy đủ, nó không có được đẹp. Con này đáng lý là ở nhà người ta cho ăn cháo rồi, vậy mà em không cho ăn cháo, cho nên con bò nó không có bóng, cái này nó lên lại. Bắt đầu là ngày mai em có thể em cho nó ăn cháo lại. Bò này sắc nó to lắm, cô chú anh chị có cần cặp này thì cái 33 triệu rồi, chú anh chị cứng bò ăn uống tốt, cỏ gì nó gỡ xuống lụm lên ăn luôn, ngày qua hổng gì nó ngơ ngơ mặt cái ghét, kiểu như nó ở nhà người ta cho ăn kỹ quá, nhưng con này nó chịu ăn lại rồi chú anh chị. Chúng ta về chúng ta bồi dưỡng, mỗi khi mình thích nghi được cái môi trường của chúng ta nó làm một chuyện khác nữa rồi, chúng ta mới làm lại từ từ. Con này thì em hết sợ rồi, con này thì giờ nó chịu, con này nó chịu ăn là nó lên lại, tại vì nó cứng bò hơn. Như cái ông ngóng này gì chứ về này phải kỹ xíu. 33 triệu với 16 triệu rưỡi còn bò bạch chứ. Hôm nay hơi nói nhiều rồi. Đại Bảo Thanh Tính có địa chỉ là ấp 4 xã Thanh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Mời cô chú anh chị đến xem giùm em ha. Số điện thoại em sẽ để trên màn hình cho cô chú anh chị. Thì quý bà con cô chú anh chị mình có cần thì mình nhắc máy alo rồi giùm em. Thì trong quá trình mà em quay video đó có gì sai sót thì mong cô chú anh chị thông cảm bỏ qua giùm em. Xin cảm ơn nha. Rồi. Những anh An Giang đồng tháp thấy này khoái lắm. Bò này không có chiến thôi chứ phải có chiến này kinh mất rồi. Bò này không có chiến, bò này anh ăn, ăn da anh thèm bò này lắm mà không có chiến cũng khó nữa, chứ bò đó người ta có nuôi người ta biết, ta bắt bò liền, còn con này thì thôi còn khác ý, chúng ta nhìn con bò là nó sẽ khác nhau, cái đồng tiền em kêu khác là anh em nhìn con bò nó sẽ khác nhau. Những anh em mà có lão luyện có nuôi bò Pháp với bò BB rồi chúng ta nhìn cho chúng ta biết được, nó khác hoàn toàn. Kinh nghiệm nó sẽ khác hoàn toàn mỗi người. Như em như bây giờ mà em vô chuồng bò mà em nhìn con bò ấy, con bò nó có bú khớp mà gì em nhìn một phát mà em biết liền, nó có tật gì mà chúng ta nhìn cái chúng ta biết liền, nó quen rồi thôi chứ chị. Như em mua thì kỹ lắm, con nào em mua là thật sự nó rất là kỹ. Ba nhiều khi ông lớn tuổi em mua không còn sơ sức, chứ còn em thì em trẻ mà em mua sơ sức là thua.
Nói chung đàn bò này đẹp của chú anh chị. Anh chị em nào chúng ta xuất một lượt á, chúng ta nhập một lượt á, những con này nó đã cứng rồi của chú anh chị. Của chú anh chị về chỉ cần bồi dưỡng vaccine đầy đủ của chú anh chị nuôi giùm em. À, trong cái quá trình mà chúng ta nuôi 5 đến 7 ngày đầu tiên, chúng ta đừng có dở mụn lên, chúng ta sập mụn giùm em để cho nó thích nghi với cái chuồng mới của chúng ta. Với lại chúng ta phun chuồng chạy cho sạch sẽ giùm cưng là được nha. Mấy ngày đầu mà bà con cô chú anh chị kỹ giùm cưng là được. Sau đó rồi nếu gì nó quen chuồng chạy nó có đề kháng thì bà con cô chú anh chị hỏi lo. Rồi ok, trong quá trình chăn nuôi có gì thắc mắc cứ gọi cho em thì em tư vấn cho cô chú anh chị thôi ha. Không có gì, sẵn sàng tư vấn cô chú anh chị. Rồi em xin chào và xin hẹn lại cái video sau nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha.